bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đây là Brandon, còn mình là Huy Nguyễn. Ok, hôm nay mình và Brandon sẽ làm một cái vlog tiếp theo để giới thiệu cho các bạn là cách nào để chúng ta có thể kết thúc một cuộc nói chuyện. Ending a conversation. Thì như các bạn đã biết thì chúng ta có hai cái từ mà chúng ta thông dụng nhất để chúng ta có thể kết thúc một cuộc nói chuyện, đó là bye và goodbye. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhờ Brandon phát âm cái hai cái từ này bằng giọng Mỹ nha các bạn ha. Bye, goodbye, goodbye. Ok. Yeah. Thì đây là hai cái từ mà chúng ta có thể sử dụng ở bất cứ trường hợp nào. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một vài câu, một vài từ nữa mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta muốn kết thúc một cuộc nói chuyện, để chúng ta có thể làm phong phú cái cách nói chuyện của chúng ta hơn các bạn ha. Ok, đây là một số những cái câu nói mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta kết thúc một cuộc nói chuyện ha các bạn ha. Thì ở đây mình đã làm theo một cái bảng như thế này, thì các bạn chỉ có cần áp dụng nó thôi, rất là đơn giản. Thì mình sẽ bắt đầu bằng chữ have a, sau đó mình có những cái tính từ, những cái adjective như là good, wonderful, great. Xong rồi mình sẽ đi tới những cái, ở đây là những cái thời điểm trong ngày, giống như là ở đây là mình có day, afternoon, night, rest of your day, week, weekend. Và đây là một cái từ mà nó khá là chung chung á các bạn. Người ta thường hay nói là have a good one. Nó khá là chung chung, các bạn có thể hiểu là giống như là mình đi tới một cái nhà hàng, mình ăn một cái gì đó, người ta nói have a good one, thì mình cũng có thể hiểu là người ta chúc mình có một cái món ăn thật là ngon. Còn hoặc là người ta nói chung chung have a good one thì mình cũng có thể hiểu là có một ngày tốt đẹp. Thì đây là cái công thức ha các bạn ha. Mình sẽ xài cái chữ have a đầu tiên, sau đó mình tới tính từ, và sau đó là mình tới cái danh từ. Thì bây giờ mình sẽ nhờ Brandon đọc từng cái cho chúng ta nghe ha các bạn ha. Ok Brandon. So, have a good one. Have a good day or have a good afternoon. Have a good night. Have a wonderful rest of your day. Have a wonderful week or have a wonderful weekend. Or you could do the same thing with this. So have a good, have a great week, have a great weekend, or have a great rest of your day. So các bạn có thể nói cái này thay vì bye and goodbye. So bây giờ mình sẽ chỉ các bạn một cái nữa to end the conversation. Đây là một cách khác nữa hả các bạn ha, để chúng ta có thể kết thúc cái cuộc nói chuyện của chúng ta. Thay vì chúng ta nói là have a good day, have a good night. Ok, bây giờ chúng ta muốn nói làm sao mà mình có thể, cái thông điệp của mình là hẹn gặp lại. Mình sẽ dùng hai cái chữ là see you, là hẹn gặp lại. Thì đây là cái công thức see you, và đây là một vài những cái cụm từ mà nó có thể đi theo được cái chữ see you ha các bạn ha. Thì đầu tiên là see you later. See you in a bit là chúng ta có thể nói là hẹn gặp lại một chút nữa. Chúng ta không biết rõ thời gian là khi nào thì chúng ta có thể nói là see you in a bit. Và đây là see you on Monday, Friday. Cái này mình viết một cái màu khác là để chúng ta có thể sử dụng những cái ngày trong tuần ha các bạn ha. Chúng ta có thể sử dụng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì trước cái ngày thì mình sẽ sử dụng cái giới từ là on. Thì các bạn nhớ ha. Ok, see you on Monday. Và cái tiếp theo là see you in December, là mình chuyển qua mình nói là, thí dụ mà các bạn có một cái hẹn nào đó vào những cái tháng cố định đi ha. Thì chúng ta không muốn nói ngày, chúng ta chỉ cần nói là ok, hẹn gặp lại bạn vào tháng 12. Thì chúng ta nói là see you in December. Trước cái tháng chúng ta sẽ xài cái giới từ in. Thì sau cái giới từ in, các bạn có thể để những cái tên tiếng Anh của những cái tháng vào, như là January, hoặc là May, hoặc là June. Đó, thì tùy các bạn sắp xếp. Ok, và tiếp theo là see you in a few weeks. Ok, mình không biết được chính xác, rõ ràng, cụ thể cái thời điểm mà mình muốn gặp lại người đó, thì mình có thể nói là see you in a few weeks. Và cái có thể nói là nó khá là thông dụng, chúng ta cái mình đã cuối cùng là see you tomorrow, là hẹn gặp lại ngày mai. Đây là trường hợp mà chúng ta nói với những người mà co-worker của chúng ta, những người đồng nghiệp của chúng ta, làm xong ca hôm nay
ngày mai gặp lại, thì mình phải nói là ok, see you tomorrow. Ok, và ở sau lưng cái chữ tomorrow mình có để thêm hai cái nữa là morning và night, nhưng mà các bạn có thể để vô thêm nhiều hơn nữa, giống như là tomorrow afternoon, tomorrow evening, hoặc là tomorrow at 10 o'clock. Thì đó là những cái đây là một cái công thức thôi các bạn ha. Các bạn nhớ cho mình là see you tomorrow, các bạn hãy nói là như vậy, hoặc là các bạn hãy nói là see you tomorrow morning, hoặc là các bạn có thể nói là see you tomorrow morning at 6 o'clock nếu mà các bạn biết cái thời gian cụ thể. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhờ Brandon đọc những cái này cho chúng ta nghe để chúng ta có thể nghe được cái giọng Mỹ hay các bạn ha. See you later, see you in a bit, see you on Monday, Friday, or any other week, day of the week, or the weekend, and then see you in December or any month, so January, February, etc. And then see you in a few weeks, few days, few hours, few months, few seconds. Yeah, you got the point. And then see you tomorrow, see you tomorrow morning, see you tomorrow night, or see you tomorrow night at 6 o'clock, see you tomorrow night at 8 o'clock, see you tomorrow morning at 5. Thì mình và Brandon vừa mới giới thiệu cho các bạn những cái cách mà chúng ta có thể kết thúc một cuộc nói chuyện hay các bạn ha. Ở video trước mình đã giới thiệu các bạn những cái cách mà chúng ta có thể mở đầu một cuộc nói chuyện, thì cái đường link nó sẽ nằm ở trên đây. Và hôm nay mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Mình và Brandon đã giới thiệu cho các bạn how to end a conversation, và các bạn đã có thể nghe được giọng của người Mỹ, người bản xứ, native speaker là Brandon. Ok, thì qua cái video này mình và Brandon hy vọng sẽ giúp các bạn trong cái quá trình học tiếng Anh của mình, để chúng ta có thể học tiếng Anh tốt hơn và chúng ta có thể nói tiếng Anh chuẩn hơn. Nếu mà các bạn thấy thích cái video của mình và Brandon ngày hôm nay, thì các bạn nhớ cho mình một like, để lại comment ở dưới đây cho mình biết. Và đồng thời các bạn nhớ subscribe channel của mình để có thể nhận được những cái video mới nhất về cuộc sống Mỹ, cũng như là Brandon sẽ giúp chúng ta học tiếng Anh bằng giọng Mỹ các bạn ha. Và đây là cái câu cuối cùng mà mình và Brandon muốn giới thiệu cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay, đó là see you in the next video.